Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về chương trình nhận 2 NFT miễn phí đến từ sàn Gate.io Kết hợp với dự án NFT Funny Wukong nha các bạn Thì các bạn sẽ nhận được hai cái NFT hoàn toàn free Để có thể nhận được cái NFT miễn phí đến từ sàn Gate cũng như là dự án Funny Wukong thì các bạn cần phải đăng ký tài sản À, tài khoản ở trên sàn gate io Sau đấy các bạn KIC nha các bạn Ở đây thì để có thể nhận thì các bạn click vào Cái đường link này Mình sẽ đặt đường link này ở phần mô tả cho anh em Có thể tiện theo dõi và truy cập nhé Ở đây các bạn có thể thấy là Nó có cái nút uh, Buy uh, free sale này Thì các bạn click vào Thì uh, mỗi một uh, user như vậy Thì nó sẽ cho chúng ta hai cái box Miễn phí Thì các bạn có thể hoàn toàn là uh, nhận miễn phí nhé Các bạn click vào này các bạn có thể click hai lần để có thể nhận Hiện tại thì mới chỉ có 22 người nhận thôi Thì các bạn ấn vào chắc chắn mua không này Đấy Thì các bạn kéo cấp trà của nó sang Thì các bạn sẽ mua được hoàn toàn miễn phí nhé Ở đây thì mình đã nhận được rồi ấy Mình đã nhận được tối đa là hai cái bóc NFT rồi Thế nên là hiện tại mình không nhận được nữa Các bạn có thể thấy là Ở đây và các bạn hoàn toàn có thể uh, bán mở cái bóc của nó lên và bán ở trên uh, cái uh, chợ nft của từ sàn gate nhé đây các bạn vào cái uh, tài tài sản của tôi ấy như mình vừa rồi mình đã mở được một cái uh, bóc sp này mình sẽ tiếp tục mở cái bóc này nhá thử xem là nó có gì nào mình sẽ mở các bạn click vào đây để mở hộp ra và xem là chúng ta nhận được cái NFT gì hy vọng là nó sẽ là cao cấp một tí kéo này thì chắc không không ăn thua rồi đấy các bạn có thể thấy là nó có đây này đây đây là NFT mà mình nhận được đấy các bạn có thể hoàn toàn rao bán với cái mức giá USDT. Ví dụ các bạn đặt giá này. Đặt giá 15 USDT chẳng hạn. Đấy. Các bạn à, nhấn vào niêm yết tài sản. Đấy. Thì các bạn sẽ niêm yết thành công. Và nếu như có người mua thì các bạn sẽ nhận được số tiền USDT trả về ở trên tài sản gate của bạn nhé. đấy, đấy là cái cách để chúng ta có thể nhận được NFT miễn phí và có thể bán luôn ở trên sàn gate. đây là một cái chương trình rất là hấp dẫn dành cho những bạn mà tham gia free. biết đâu chúng ta có thể có cơ hội nhận được những cái NFT rất là giá trị lên tới hàng chục thậm chí là hàng trăm USD nhé các bạn. những gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn. Chúc cho bạn kiếm được thật nhiều coi và kiếm được thật nhiều tiền Luôn luôn may mắn Và nhớ nhá, nhấn đăng ký, nhấn quả chuông Để luôn được update những dự án uy tín và chất lượng Đến từ channel của Tiến Sư Phụ Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại